trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một, hai, ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một, hai, ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Sách cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mà đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu rau. Đây mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu rau bò. Bên nhau cuộc đời vui lắm. Tôi đến có mâm phẩm vật đến đây để xin làm cái lễ vĩ hôn cho hai cháu. Xin anh nói mai này em sẽ đón cùng anh hân hoan hò.
họ và gái. Thì hôm nay lễ đính hôn của cháu Ngọc Tiễn và Ngọc Trân. Thì họ nhà trai chúng tôi có mang phẩm vật gồm 4 mâm phẩm vật. Gồm có là 2 mâm trái cây, 1 mâm bánh, trà và mâm rượu. Rồi xin kính trình quý tộc họ nhà gái tiếp nhận giùm. Rồi xin xin đại diện bên họ nhà gái thì chấp nhận hết tất cả các mâm phẩm vật của họ nhà trai đem qua. Dạ, kèm theo thì có một con heo để cho họ nhà gái đà cùng đẩy đằng cho bà con dân tộc dùng. Hôm nay có con heo quay. Rồi coi coi. Thôi mượn mọi người khởi mấy cái mâm lên giùm anh em. Dỡ dỡ mấy cái mâm lên giùm anh em. Để tiếp nhận và tặng chính lễ ngày hôm nay. Em có bằng lòng anh làm chồng trọn đời che chở em hồng nơi cánh đồng xanh. Tình anh và tình em bên mái tranh. Gian khó không lo em hãy yên tâm vì đã có anh đây rồi. Có như cầu kè đưa tình ta đến bên bờ yên ngầm. Câu hát câu hò này dành tặng em đó mình ơi. Năm tháng trôi qua nhưng tình ta vẫn luôn bằng nồng thiên tha. Hai chữ phu thê mình cùng say đắm tới duyên ta kết chúng. Đồng lúa đầu bông nghe hương quanh tình thương dưới mái nhà. Con gái hoang liền bên mâm cơm chiều thưa má thưa bà. Quý tộc thì giờ mẹ chồng của cô dâu cũng có món quà tặng cô dâu trong ngày cưới thì gồm có một đôi bông tai, một sợi dây, cái kiềng và một cọc vòng tay, tổng cộng lại là một cây vàng 24. Xin kính trình với quý tộc chứng kiến mẹ chồng cho cô dâu. Đi cho cô dâu là tổng cộng là một cây vàng. Thì xin trình với quý bà bên nhà gái nhận 20 triệu để phụ cổ cùng nhà gái đãi bà con thân tộc. Cái là một cái bông thơ là 10 triệu. 10 triệu này là để cho cô dâu là mai sắm và làm đẹp trong thời gian ngày cưới. Thì cũng xin trình quý tộc nắm rõ. Đi trình phụ cổ. Cái lễ là phụ cổ năm hỏi là 20 triệu. Rồi kèm theo cho cô dâu sắm sửa 10 triệu hả? À 10 triệu. Cho cô dâu 10 triệu để sắm sửa là trang điểm. Anh qua ra mắt gia đình, em mơ được làm cô dâu, trên tay cầm thêm bó hoa màu, dây thơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà, thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lành thì anh đưa chào cao qua, em sẽ theo anh đi về
cô dâu và chú rể bước đến làm lễ chúc. Một lạy nhất bái cha mẹ, hai lạy nhị bái cao đường, lạy thứ ba phu thê giao bái, thế là đôi ta đã được cuốn chung một giường. Hai họ phía dưới nhìn nhau, miệng tươi cười chúc phúc từng câu, nhìn em hạnh phúc khóe mắt lệ cây. Ngày hôm nay chính thức em đã được làm cô dâu. Tiếng nhạc đen vang, từng lời ca hát, và ta đứng nhảy vui cứ như là xuân sen. Mình đứng qua bằng bên đây nè, đôi bằng bên đó là từng ly rượu mời mừng hạnh phúc đôi ta. Nhà vui hôm nay tôi quý hơn vàng vàng, làm anh hạnh phúc khi mà cưới được đèn. Tình đôi ta sẽ mãi không đổi giác, anh chỉ muốn sau này tao có cho con một đèn em. Cái đây mới là cái mấu chốt, là họ nhà trai cũng đã chọn cái ngày rước họ và rước dâu. Thì hôm nay cũng xin trình với quý nhà gái là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023. Lúc 6 giờ thì họ nhà trai sẽ cử hành đến để rước họ và rước dâu. Đây cũng xin trình cái thiếp cưới. Mùng 4 tháng 4. À. Mùng 4 tháng 4. Mùng 4 tháng 4 này phải không? Xin trình lại cho rõ với bên họ nhà gái là theo cái thiệp trình cái ngày rước dâu á, là cái ngày mùng 4 tháng 4. Mùng 4 tháng 4 trong năm nay, năm nay đã làm cái lễ rước dâu. Xin trình với mấy cô mấy chị. Đây là bà nội, đây là bà ngoại, còn này không gần nữa, nhờ chị Xui. À, bà đó giờ chị Sáu phải không? Bà Sáu. Từ các cây biết. Nó quen, nó quen. Rồi dắt lượt đây, dắt cái mặt tốt bà. Chủ yếu là bên nhà gái. Họ bậy ra thôi chứ mà. Mình nói chút lượng cho hai cháu nha. Đúng không nhé? Cái kia là ba đó. Hả? Là cháu chúc mừng. Em hả? Là cháu lại ở nó vậy. Là láo thôi. Anh gì trước anh biết tôi rồi không? Xin giới thiệu với bên nhà trai. Thì, đâu rồi? Để đâu rồi đây hả? Nhất tụi trong nội đó, đi rồi tới ngoại. Đây là hai bên cái ly. Con cầm cái ly này để giới thiệu chung hết rồi. Cái ly rượu này qua mời ở ngoài. Rồi bên đây là ngọn này. Rồi được rồi. Đang ngồi ông Tư đàng hoàng chứ. Dạ. Tư dạ. À. Dạ thưa mẹ cha, cho tụi con kết duyên cao trầu. Thiệp hồng đưa lối, mai này em được làm cô dâu. Hai đứa thương nhau thật lòng, có hứa trăm năm mặn nồng. Dệt mộng uyên ương trọn đời nên nghĩa giữa chồng.
đời chúng ta hầu mong trước sau cùng bên nhau sắc son tộc họ nhà gái. Coi như là hôm nay cái lễ đính hôn này là chúng ta tôi gọi là thành công. Trong khi tôi có trao đổi trong nãy giờ trong cái vấn đề lễ nghi này kia rồi không biết có gì sai sót hay không thì quý tộc là miễn tình ta thứ cho đóng góp, thì cũng xin cảm ơn quý tộc và nhà gái. Ở đây xin hết đàn lắc tay đi. Nhất trai làng, ra riêng anh cưới nàng, họ hàng hai bên chúc phúc cho ta rầm ràng. Nhất gái quê, em quê các con nhà, hiền tục đông trăng mực mà thước tha thiệt tha. Đèn dắt tay em cho em đi về làm dâu, một lòng bên nhau sống bên em dài lâu. Hứa với mình anh sẽ luôn chung tình, xin lễ cao chầu anh sẽ bên em bắt đầu. Sẽ bên em bắt đầu thương em thân gái ngốc nga, nhưng phải xa mẹ cha, xuất gia theo anh sống cách xa quê nhà. Đời anh thân trai bốn ba quê hương chắc đầy phù sa, chân chất thật tình nhưng không để em một mình. Về quê nuôi cá trong gạo, sống chung kịp người bên nhau, anh có tình anh em cũng vừa ý. Ngày pháo hoa tung trời là ngày rước dâu rạng ngời, để sang năm mình đón đứa con đầu đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi phu thê chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc răng long có chắc đông thật đâu. Mình viết